Trọng kính Đức cha Stefano và Đức cha Vero. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, tăng quyến và ông bà và anh chị em. Cha Vero Nguyễn Trung Viên sinh ngày 8 tháng 10 năm 1975 tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 7 tháng 11 năm 1975, cậu bé Viên nhận bí tích rửa tội tại nhà thờ Bảy Giá Giáo Hạt Sóc Trăng. Thân phụ của cha Phêrô là ông Francisco Nguyễn Quân Nhung đã qua đời. Thân mẫu là bà Maria Nguyễn Thị Tiết, hiện nay cư trú tại giáo xứ Bảy Giá. Cha Phêrô có một em gái và một em trai. Cha Phêrô nói rằng hành trình ơn gọi linh mục của cha là một hồng ân lớn lao làm cho bản thân cha, bạn bè và gia đình ngỡ ngàng. Cha đã từng tham gia quân ngũ, rồi làm giáo viên âm nhạc. Đến năm 28 tuổi, năm 2003, cha mới quyết định theo con đường thánh hiến và gia nhập lớp dự tu giáo phận Cần Thơ. Ngày 24 tháng 6 năm 2011, Đức cha Cha Phêrô được truyền chức linh mục tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Cần Thơ bởi Đức cha Stefano Tri Bù Thiên. Sau đó, cha Phêrô được bổ nhiệm phó sứ giáo xứ Phụng Hiệp, Hạt Đài Hải 2011-2014. Đáp lại lời mời gọi của Đức cha giáo phận, cha Phêrô tình nguyện đi học tiếng Khmer ở Phnom Penh, Campuchia từ năm 2014 đến 2016. Từ tháng 7 năm 2016 đến 2023, cha được bổ nhiệm phó sứ biệt cư giáo xứ Đại Tâm và phụ trách giáo điểm Phú Tân thuộc giáo hạt Sóc Trăng. Một giáo xứ và giáo điểm rộng lớn, nghèo, có trên dưới 1.000 tín hữu Công giáo, người Kinh và nhiều người Việt gốc Khmer cần được loan báo tin mừng, chăm sóc về đời sống mục vụ và cả đời sống. Sự ra đi của cha Phêrô để lại cho chúng ta nhiều sự thương tiếc và mất mát. Giáo phận Cần Thơ xin hết lòng tri ân gia đình cha đã hiến dâng cho giáo phận một người con ưu tú. Tri ân cha Phêrô đã hiến dâng trọn đời phục vụ giáo phận. Chúng ta cùng xin Chúa tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của cha và đón nhận cha vào hưởng hạnh phúc nước trời.